Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2021, đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bùi Thị Niềm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Tân Lạc. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện, tính từ ngày 27 tháng 4, thời điểm Việt Nam xuất hiện ổ dịch trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ổ dịch mà Bộ Y tế đã công bố. Tính đến ngày 11 tháng 5, huyện Tân Lạc đã đưa trên 130 công dân thuộc đối tượng F1 đi cách ly tập trung tại các điểm cách ly của huyện, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính. Đối với các trường hợp F2, F3, tổ chức cách ly và quản lý tại gia đình và được chính quyền địa phương cử lực lượng kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là nhân dân không được chủ quan, đề cao cảnh giác, chấp hành nghiêm việc cách ly và giãn cách, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tập trung đông người, quán triệt tinh thần thần tốc, quyết liệt, khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn ban hành và hoàn thiện các chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch. Mặt khác, có phương án cụ thể để phát triển sản xuất kinh doanh, để nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển sản xuất, đặc biệt là tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại cơ sở, Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 từ huyện đến cơ sở cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế, cũng như lên các kế hoạch, kịch bản chủ động ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch có thể xảy ra. Trọng tâm là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.